Ok. Tại vậy tới chân hết mà là bộ viên về chế tha khi nhóm nâng sẽ na bằng bay bằng bắc không ai sẽ không dễ tự hướng quất ta. Hiện là gì ấy? Cứ chơi tại miễn phò tàng. Hiện cháu này anh than này anh do lỗi bị bộ con ở Japan khi nhóm miễn bị đổ. Ông phục vụ anh bao nhiêu cứ lâu hình chẳng. Cho ngài anh tha tới anh còn mình khó lại. Ok. Ấy lời. Trong chùm riêng bọn ôn thà. Khu môi sợi đài chia cam ra mình. Hai có chia comment tờ tơ mà nẹ đá chia nẹ át thà thịt bái. Khăn ông phê bát tộc cam nâu của rẻ ni. À, nơi của rể, anh chụp mọt của rể vậy. Nơi ở đây nè, 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 chụp bốn đi. Cốt. Khi ông chắc bà rõm mùi clear. Bọn phô nâng chắc bà rõm bà lại nà đấy. Nẹ thơ bất ả tha thịt bái, tám. Bó là miên tiền lại, rô miên VOA, dì xe rây, rư bản đánh và bón sắp xa xem xem, bất chí ắt miên ả chíp mên. Bó phơ cho em rái, à bộ nẹ việc phía mà chùm nôn còn chẳng đài, bó bó nâng việc tha mạch ấy. Việc tha dụ về chân, chí tràn, nơi bà tế chế bôn, bà nôm khní, tới thơ bà tập cam bà chăng, mân tổ tù sqoal, lúc này dụ rạch một trái hôn sàn. Chia này dụ rạch một trái này bà tế Campuchia tế. Bị bố lúc này dụ rạch một trái hôn sàn. Chia này dụ rạch một trái khai khai. Các lãng đòi cả bó chân học khai khai. Kê ta sẽ dạ. Kê nòm khá nét vừa thả thị bài hình chẳng có bằng tài. Ông bố phái tự bỏ dương bàn tam đàn sạch niên nâng. Khá môi sẽ nâng tăng bị đau một hốt lo chọc. Dương bàn chấp ở rõm trăng chấm nốt mùi. Cứ quát bàn xa rập hiệp thả, quát bà chẳng mên. Tại quát, nơi tại tổ tù sqoal, lúc này dựa rõt bàn trái hồn sàn chia này dựa rõt bàn trái. Bà bọn chưa, chưa thật quát mên giấy viện năng ấy. Quát thêm tiền bán thì dễ tiệt thả quát đăng côn. Nghe về chẳng đăng côn thì tỏ tùa xóa nâng đăng côn. Lúc này dụ rạp bằng trái hồn sài. Mà phôn chư ấy, khi ông miên xùm lệ, chẳng sạp ọt. Khlay một tích thì em thoát khlay một tích thì. Chúng miên xùm lệ. Mình tha bởi chí chôn, mà tha phạm nam ở tất cả chẳng nạn sắp nó sắp kê cả tràn điện. Tầm nó sai nâng viên ọt, nhạc đất nông bởi tên từng mù lộ. Mơ tất khơi mình anh đi chùm đang bóng cậm miền, nhau một bên thao miền đi miền. Còn bánh tay ọ, ôi chết ọc mò bạc đấy. Miền này, miền sắp rạp tới nhạc miền nâng, hay nhạc cro mới khơi ọt, mới khơi sắp chụp bôn ọt. Khi xa mạng hiếp tầng ọc ní á, hay mới khơi nó sắp không ai mà. Nhưng mình tự sức khỏe nơi chúng ta để cắt phương mình là ổn xâm rạp khám ai. Ất miên cũng đọc sai ôi bóng ôn khám ai. Nhưng ổn đây miễn ổn càng dịch vơ, lùm lộp sức mà nô. Chắc kê bằng biên kê. Hồi rừng tôi bảo mang mơ khơi xa vậy, rừng nó sọc khám ai. Nhưng mình quan trọng mình tự sức khỏe nơi chúng ta để nâng. Tất cả đi con, tất cả sẽ thao bản à. Mình mê mình tự sức khỏe cơ tê. Tự sức khỏe cơ, có rốt cơ, đăng côn cơ. Tại chúng ta mình lỡ tôi tự tố sqoal thạc luôn anh phụ anh mình lỡ lại ổn. Lư đại tỷ. Nhạc nà thà bộ quạt mình tự tố sqoal. Cứ bộ ảnh nhấp lư. Tam ca bất khmôi tầng ổn lúc tố tố sqoal. Hai thang tên bằng thang biên mà mắt tiếp đăng cun. Nè nhé ôi chắc ba. Công liệp bộ khmôi nâu của rể. Mà đón tiệt.
khuyên nó sắp khmai mà nhưng mình tự tốt con nó chúng ta để cắt phương mình là o sắp rạp khmai ạ mình cũng đọc sai oi bóng ôn khmai ở đây mình ở càng dễ thơ lùm lộp sức mà nô chắc kê bằng biên kê cô đừng tương bảo mang mất khơi sao vậy đừng nó sắp khmai nhưng mình quan trọng mình tự tốt con nó chúng ta để nâng tất cả đi con tất cả thật bản à mình tự tốt con cắt ấy tự tốt con cắt rốt cắt đăng con cắt tại chúng tôi mình lo cái tay từ tôi coi thắc luôn anh với anh mình lo đại on liền đại on từng phong luôn anh đại on lữ đại tỷ ban nay tha khmui nơi chụp quân tầng on đi quật ắt và chăng cặp mục rồi biết ai mà xia xăm đèn xì lời dông tam sầm đầy dông tam phía xa rồi bọc khmui sợi ẩm bánh mình đi cứ quật ประชังแบบสถาปนากอดริกลกอดจังบ้านโดยฉันวันนี้กอดจังบ้านโดยฉันวันนู้นแต่กอดตัวตัวสกอลโลกในยุครัฐมนตรีพร้อมเตียงดังกลพองไอ้เธอไหมจังไงอ๋อโลกไอ้เจี๋ยนักกะใส่กลมเจ๊ะแต่บ่มปุลเป็นมวยไทยนี่ขยมสกี้แต่เจี๊ยนักสมรุ่งจำไอ้แต่ตอนมองเอาชมลายอยู่นั่นอันนั้นจะปุ่นจะล้มตัวเร่มาบุญเล้งเอาคนมาแล้วจะปุ่นจวบมอตาเร่ก็เร่นั่นแล้วจะปุ่นบอมป์โอนนู่นแล้วจะปุ่นนั่นคือต่ำเถื่อบอกก่อนก็เมียภาษาขยมแต่ตัวโยบานทำไมใส่เหมือนนั่นขยมส้มอ้อยไม่ได้ประชังคือประชังจังบ่าเชื่อแต่จะล้มก็เร่บ่าเชื่อใส่จะปุ่นจะปุ่นจะปุ่นบ่าก็เร่ล้อตาสวรรค์จอบหมดก็เร่ล้อที่พูดมาที่ยันนั่งเบื่อวีบุแต่จะมุ่ยก็เร่เนาะเรื่องก็เร่เหรอบ่าอะไรบางคนแต่ตัวสกอตเลยจะหมดนี่แต่ตีพี่ซานี่กูแต่สตาร์มาซาเทียนนี่เมื่อคืนสับจุปนนอนกิสมาเพียแต่งอคณีให้เมื่อคืนนั้นสับขมายมาโยมันจะตู้สกอมเราจึงได้แต่กัดเฟื่องมันละอสำหรับขมายอัดเมียนกับน้องชายอ้อยบองโอนขมายเนี่ยอัดได้เมียอัดกลางเย็ดเฟื่องหลุมลบเสร็จเหมือนโน่ชักเกย์บอกเปลี่ยนเกย์คนเรื่องตึงผมมาเมื่อคืนทราบไปเรื่องน้องสับขมายnhưng mình quan trọng mình tự tôi con nó chỉ mấy đợt nâng tra ca đi con tra ca tham bản à mình tự tôi con cọt ấy tự tôi con cọt gấp cọt đăng con cọt tại chúng tôi mình lo cái tay tự tôi con thắc luôn anh với anh mình lo đại on miền đại on từng phong luôn anh ok không ai dạy ông con miền ông tham miền sang công ni ắt là o mùi rơi phi rồi thì miền họ ngay nó ăn phục vẻ dương vậy họ ngay nó cứ vậy cầm bung tay sơn trên bao á lơ mơ ba nhà vì mình mệt là o ít chót đi miên rum lốp sức mình đâu có miên kha lơ xong bay bơi là sạ bay giờ thì lôi ai phê kia à từ sầm lấp miên anh ăn luôn từ rum lốp miên sở dĩ giúp đọc cho năm tôi xâm lắp tân à đến con thì rụt môi và giúp bảo mang năm thiết ngọc pi nhận lên cái phong sau luôn sắp tờ rương sau tờ nếp tờ cầm nế chlua cái này là nào đây thơ ly cái này anh ăn cỏ miền cái lương nhiên cỏ miền chào là cầm cỏ miền nó mới tốt ở thì bà nhà nó miền trởn ông ta tôi xóa mỗi này dây nó cứ thầm thầm tại bà này dây được biết bộ nẹ đại thơ à tha thì bài nơi tam vi ô ê cái đây à dì dạy cái đây vía tha vía tha vía liếp bộ bộ không biết mỗi tha nôm khá nia tờ thơ bà tạc cam đấy cứ mình tổ tu xóa lộp nì dụ rạp một tay hôn sáng chia nì dụ rạp một tay bà tế khám ai tê vía tha xê chứ เมียนมาปอนาเคยอัฐบัตนั่งวิทยาเซียงจังแม่นหรือมวยก็มันแมน
viết sẽ xây chẳng bình bà thay đang tăng vì muôn năng mất tiết có viết sẽ xây chẳng này tại đó thiết bất bị trên mọi chắc này lo ta dương bà chăng là biết chẳng không mùi nếu nhà ở xa đi chun không mùi nơi chụp bồn có đôi chuyện nơi của đây đấy cùng cặp mục bì đấy lo ta bà bà chăng có bây bà chăng khăn ông này rí côn nâng sạch thạp bà nàng bàm chân em bọc chân ọt mà đòn tôm khó bò ok à lời ní dương bàn đăng ca bất lỡ chùm nốt nị hỏi dương đôi chỉ miên à miên bây mất cột nhà vì đồ muối ai ăn phục vẹt dương chui chặn tay tờ mạnh nắng dương thì dễ em pi du với chốn nữ chụp bồn hay cột nhà vì đồ muối thà xong mọi ăn phục vẹt cho vào dương chui chặn phong vô dương ở đây bàn chặn tế pi à sang há tờ vay khnien tờ cả đá xá nơi bờ tây của đây nè thằng mày chơi nè thằng mày bay mà thằng mày chơi này mày chơi mày chơi mày chơi nào không nè mày có lấy chưa rồi mày có chuyện lấy chưa thôi được thôi được OK. Dùng tam ở đây nè clip video đi kiếm trong nhà xa từ buổi muối. Tôi chỉ nơi Thái cái đây, nơi Cổ Rê cái đây, nơi Japan cái đây, xong buổi muối. Bà ban chưa tranh vì biết tập phun tại thưa ca nơi ai bỏ là thế thằng hời. Cùng lên à các bạn chẳng chẳng cái nè lên tàu vay cái nia đời xa tận đơn nia can vô bái to mọt cái nia tình tuổi lên vay cái nia bao là bình xa nơi của đây chẳng biết không bao bao là tên à công thưa anh chẳng ai nè tự thưa ca nghe nước bị tự thưa hời thành xong lôi thành xong ca nhà lôi một ai ở bốc mà đai, rư cả ai bỏ bôn con, rư cả ai bỏ đây xây, chai nữ, sọc mày. Công tờ giọt à rương chùm luôn, nè vô bai, hai tờ vay khi nia, ai bảo bên xa anh chẳng. Vì mình có bày lời. Ok, không mắc kia nè, không bôi nè. Cro cho. Cro tại trọp. Cro tay tầm ra vị chia, tay còng cro mà diệt. Vô đại tiệc muối mà đón tiệc. Cro tay rụp sầm bát. Mục mọt về một xa. Tì hò. Cro tay lôi cá. Thả anh vì ạc mình xa lôi vò liên một kê. Rọp mơn, rọp xanh, rọp liên một kê. Cro tầm ra vị chia. Vì ạc mình bằng đất, bằng đăng ấy một kê. Tại giang hỏi nha có dương mình trở cro mì diệt đi mì diệt kệ thì ra mì diệt á bọn con chui comment anh nâng ớt bạch vô lưu từ tính ớt bạch tôi từ riêng chọc bằng đất bạn ban mì diệt mau đi tăng chất đôi sẽ cái đấy slot trọng số phép riêng xa miên ca ấy dương cho chơi khi nha tam xâm rùl anh nâng mì giết á nắc mùi khmối anh á chưa khẳng nà chưa tới anh á chưa xong năng si cả chưa xong năng si tới anh á chưa cầm giấc khá cả chưa cầm giấc khá tới
អាណាជឿរដ្ឋាភិបាលក៏ជឿតាមរដ្ឋាភិបាលទៅយើងកុំខ្វល់ណាសេរីភាពរបស់អ្នកដតីសេរីភាពរបស់គេសេរីភាពរបស់យើងរឿងអីត្រូវចាំបាច់ទៅមូដៃអាវលាត់ជើងខោវាយគ្នាផ្អើលពេញបរទេសចឹងអ្នកណាបង្រៀនបងប្អូនធ្វើបែបនេះអូខេសុំប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាវាកាន់តែគៀកផងហើយយើងនៅមានប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមានអនុសាសន៍ជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយចំនួនខ្លីៗចង់ជម្រាបបងប្អូនថាថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មានបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA មកបោះទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយមានតំណាងដឹងព័ត៌មានខ្លះលើកដៃបើដឹងគ្រាន់តែសរសេរថាដឹងដល់ដាក់សើងងចប់ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអនុញ្ញាតនៅចំពោះមុខមន្ត្រីទូតអាមេរិកថាពួកទូតអាមេរិកគេមកសុំ VOA ឲ្យមានបោះទីតាំងស្នាក់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយនៅអាស៊ីសេរីមួយទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាតែនេះគឺជាចំហមួយវាអាចភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងរឿងមួយនៅជប៉ុនយើងបានឃើញព័ត៌មានផ្សាយចេញមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានស្នើសុំទៅភាគីជប៉ុនសុំផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈប្រទេសជប៉ុនសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយទៅជម្រាបជួយទៅប្រាប់ប្រទេសអាមេរិកផងថាកម្ពុជានៅតែចង់រាប់អានជាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិជាមួយអាមេរិកដដែលណែវាមានរឿងនេះមួយទៀតហើយនៅជប៉ុននឹងនេះបានហៅថាអស្ចារ្យចឹងហើយបានជាអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថាទោះបីជាយើងរំលឹកអំពីសោកនាដកម្មរំលឹកអំពីប្រវត្តិជូរចត់រវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាយ៉ាងណាតែអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងនៅតែរក្សាជំហរស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកឆេះម្ដងទៀតទេឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ចិនមិនចោលអាមេរិកបានឮទេណាអូខេអញ្ចឹងវាតកតងគ្នាឡើយហ្នឹងនៅមានព័ត៌មានមួយទៀតគឺសម្ដេចនាយកលោកបានសម្រេចសម្រេចបាញ់ឈប់ដកហូតពន្ធ 1% ដកហូតមុនពីគ្រប់អ្នកវិនិយោគទុនរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរពីដើមរាប់ឆ្នាំមកគឺយើងហូតយកពន្ធ 1% ពីប្រាក់ចំណូលដុលរបស់គ្រប់រោងចក្រគ្រប់សហគ្រាសគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ឥឡូវលុបចោលបាត់ហើយដើម្បីអីមានណាចង់ចាំបានដែរទេថា 1% នេះពន្ធ 1% នេះគឺសំខាន់ណាស់គឺវាតាក់ទងទៅនឹងវិធីមួយដែលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែដំណាលថាគឺជាការជួយឧបត្ថម្ភទុនដល់អ្នករស់ស៊ីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ
ទប់ទល់ជាមួយនឹងការបាត់បង់ EBA ប្រិយមិត្តអាចនៅចងចាំបានដែរអត់ពុនកាត់ទុកបាទ 1% នេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងយូរហើយឥឡូវមកមែនឃើញអត់យើងមិនមែនបាននៅតែអូអាតាសវណ្ណនឹងឯងអីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចិត្តតគួយអីថាអេវាមិនជាចេះអីណាស់ណាទេតែយើងអាចសម្លឹងមើលឃើញថាវាមានដំណើរទៅអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃទឹកភ្លើងដល់គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ជាលក្ខណៈពិសេសអបជាមើលអញ្ចឹងហើយបានជាពួកអាដែងអ្នកវិភាគទាំងឡាយអាពួកនេះភ្លើសតវាឡើងទៅវិភាគលើអាស៊ីសេរីលើ VOA វាឆ្ងល់វាធ្វើប្រធានបទវាឆ្ងល់វាឆ្ងល់នឹងអីដឹងហ៎វាថាងាយឆ្ងល់ជួយមកវិញគេធ្វើយ៉ាងអាដែងរ៉ូណាល់ស្មីតក៏មកភ្នំពេញខាងអឺរ៉ុបនោះគេកំពុងតែដាក់ការគៀបសង្កត់ថាដក EBA ពួកអាតំណាងរាជអាមេរិកគេរៀបច្បាប់3 4កររុញទៅសេតវិមានរុញទៅសភារដ្ឋសភាដើម្បីដាក់គំនាបដកស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងមកកម្ពុជាតែឆ្ងល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដល់អត់មានព្រឺអញ្ចឹងហើយនៅតែហៅពួកអាដែងអស់ហ្នឹងទៅសួរពេញតុលាការពួកនឹងវានាំនីតិភិរឿងហ្នឹងមកពីវាអត់ស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងបើវាស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងម្លេះវាអត់ឆ្ងល់ទេវាអត់ឆ្ងល់ទេនេះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចង់ឌឺប្រាប់ពួកឯងថាអញអត់ព្រឺមួយឯងទេពេលដែលស្អីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្អីគេនឹងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញយើងប្រមូលហៅពួកនឹងឡើងតុលាការព្រាតហៅលែងសួរឲ្យលែងសួរឲ្យលែងធ្វើគីឡូអួរមែនឬមែនអានឹងគេហៅឌឺហើយវាល្ងង់បានន័យថាយើងអត់ខ្វល់យើងប្រកាសជាមានសម្អាងអ្វីមួយឯដកដកទៅតោះមិញអត់អាពុនអ្នកវិភាគនេះវាភ្លើមែនតើហ្មងវាថាណែធ្វើរបៀបហ្នឹងណាវារឹតតែធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបកាន់តែដក EBA អាល្ងងបានន័យថាស្រុកខ្មែរនេះគេអត់ព្រឺទេឯដកក៏ដកទៅបើគេខ្លាចពួកឯងនោះអាគេមិនមែនទៅឌឺចឹងទេមែនឬមួយក៏មែនបងប្អូនឯក្រុមនាមជើងជាអ្នកតាមដាននយោបាយយើងចេះតែមើលឃើញមិនយល់ថាអញ្ចឹងមែនទេបើអ្នកខ្លាចគេអត់មានរឿងអីត្រូវទៅឌឺអញ្ចឹងទេគេទៅសង្ងំក្នុងពេលហ្នឹងមែនអត់តែនេះអត់ផងហើយកំពុងតែដំណើរទស្សនកិច្ចតាមដានម៉ែអីស្អីអញហៅពួកឯងមកពេញតឡាកាទៅក្រោយអញហើយពួកវាល្ងងអូយល្ងងអត់គេនាំគ្នាអូវិភាកឆ្កាដៃឆ្កាជើងពេញតា VOA តាខ្ញុំអង្គុយថាសោតចាំមើលណៃពួកអអនេះភ្លើចុយមរាយហើយតាំងខ្លួនឯងសិតតែបណ្ឌិតអ្នកវិភាកនយោបាយអូអាផេះអស់នេះបើឯងភ្លើយ៉ាងទេឯងមកស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញបានដឹងបានដឹងថាចេតនាពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលគេចង់សំដែងថាម៉េចគេមានសំអាងអីមួយគេហើយបានជាគេលឺចឹងហ៎មែនទេបងប្អូនយាយអស់អូខេឥឡូវស្ដាប់លោកយុរ៉ាំតៃតិចអញបើណាបាទស្ដាប់ពីតូក្យូសម្រាប់កម្ពុជា
dương xem bất chưa miên ca bắc qua là tại ca bắc qua đi vì tích nè pro sầm khăn một phát một quan xây được cây từ bắc cam một chia cứ để dây luôn mục tử ninh đã thể vay quân từ vinh từ máu mần miên nơi các ông mày chi mục tử ninh ở bắc cam một chia ti mần miên mục tử ninh đã bắc qua thì mỗi nơi cam một chia ti anh ăn mùi tử ai mùi thiệt cứ Campuchia mình mang con từ Rossi cho mỗi nâng xa ra ra mấy nâng chân thì cứ dương Rossi cho mỗi tổ tích xinh xinh và tổ tiết đôi chia cho mỗi chú bọn chưa đảo dương nguyên đại cụ chá rào ai mỗi tiết bởi vì dưới phim này như anh mà thổ dương mình nguyên cao phê lại thì đời xa dương mình toàn nguyên xa mà ra nâng cầm phình lịch đã hai tha phía tổ rộng cư rộng cư nây hề anh mà thổ ở bà mấy rồi hơi ai vừa thô là bọt chân ai nên phó bạc phó khăn khăn mong sống hợp chứ có tên này còn ta giang đa cả đời khi ông nên ca sự không thả chân nâng xa ra rồi mình nơi tay chồng nạ ban nơi ca lòng bà mình mến chứ ba nhà ha và chôm đai mình chạy chọc nụ tì giang hỏi ná dương tự kết hai rương đi khi ông ban lướt chứ sầm nụ nơi khăn ông phê chung mà diệt chỉ môi nâng hăng chỉ môi nâng Phật thiên ai em ấy Phật thiên thần yêu kêu phụ lúc nâng chỉ môi nâng nì dô rộng tới Canada Phật thiên yêu thật ở đây xin lý phê nó trong bàn xu thơ tư tổng đô môi trường đùi ba nhà há đồng na ca phần đi chỉ cam tam rồi dạ dương là ca nơi ông ca phải đi cho cam thì phụng lúc nơi tay bẩn tỏ bẩn tay à nát bẩn thiên nơi tầm ở đây cứ miên à nát đối chứ này cứ không kết hạ kết tạm mạch mình miên là na mùi tại đây slap chỉ mùi nâng toàn là cam mùi đi nà nơi ớt hơi mà giang thiên xâm rác bẩn tích tầm học rác tầm cam bẩn chưa phóng đáy có mình trở hợp bằng đoàn khuôn hợp khai tư chứ xa mạng rư xa mạng chẳng hà để xa mạng đồng bấy chuẩn kế miền phía mùi này dễ thả dễ thả mạch đồng bấy chuẩn nế xa lập tích xa mạng rư có xa lập xa mạng chẳng hà có bằng tay dương tạo hóa nế không đồng bán ở dưới đồng bán dương có nối chứa bằng tay này mùi này mùi cứ mình có bấy bài khai khuôn tư chứ xa mạng chẳng hà nâng xâm rạp hứa có tư dịch mà xâm rạp đồng rây chua cái này hơi mà cho anh dương ở xâm rạp thì dương tư rô mình thì kinh phật khi chúng luôn đi tại trong mê ta sẽ không thả xá rốt hàm rây nâng chân nâng xoay rốt đồng lọc xài xong trọng đạp mây xóc cơ đồng phiếp xóc cơ đồng rùm một nịa bố vì phụ lúc bay chụp bọn mặn ai nên là ná rùm rồi hay bàn kì vì phụ lúc bay chụp bọn chụp nóng hơi kia tư vinh tư mọc đối với này nguyên tất cả xoay như rốt nâng tầm lọc xoay mùi tạm rồi dạ này phiếp rất thân là phiếp chứ nè tay bỏ nọc nên chỉ ca sống khớp rồi mọc nhầm sống mọc cực nà ất miên khó hỏa vấy bị ca rồi bưng tốc rồi bỏ ấn bộ phát dường tì dương mình mến chia sở mau mình mến chia sạch sẵn A tôi ta đại cọp bay trơ tại slap crom sờ mò ra phum chul khnhi ra bọt đầm rẫy ở tê tại ông phúc prai ra bọt dương bay chia rum pưng kích thà dương đằng miên ca rít chầm rờn dương đằng ban phal chầm nành chraen om pi chum luo ra viên chân hai nâng am rích tơ vinh bông ôn ai chong chăm bàn tế thả dưỡng thọp lớp bành hà đi. Ai bành chạy khlây khlây mà đoàn tiết thả. Ai lời đi, krom hôn rộp bó ảm rịch. Nâng krom hôn rộp bó chân chỉ chân. Còn bông tài rôn phol bạc bó nơi sọc chân. Bụ kê phá lách. Nếu bà lạc tập hòa tiền lại, đảm bây rung chô tìm xa ảm rịch. Tại, bán trơ ảm rịch lướt
បារះពុនកយខ្ពស់ធ្វើឲ្យពិបាកប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែងាកសម្លឹងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអំណោយផលពលកម្មទាបពិសេសគឺយើងមានភាពអនុគ្រោះពន្ធរញចូលទីផ្សារអាមេរិកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅមានបញ្ហាចោតបញ្ហាតែមួយគត់គឺរឿងបញ្ហាអគិសនីថ្លៃបន្តិចហើយនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាចិត្តហើយថានឹងមិនឲ្យមានការខ្វះអគិសនីប្រើដូចឆ្នាំ2019នេះតទៅទៀតទេនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកលោកនឹងធ្វើឲ្យបានទោះជាឆ្នាំក្រោយត្រូវជួបគ្រោះរាំងស្ងួតទៀតក៏ដោយយល់ដែរទេពេលណាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអគិសនីពីព្រោះឧស្សាហកម្មចាំបាច់បំផុតគឺអគិសនីនេះធំជាងគេបង្អស់ឥឡូវនេះជប៉ុនក៏គេត្រៀមខ្លួនចូលមករកស៊ីជាមួយយើងភិក្ខីខាងអាមេរិកដែលកំពុងតែឆ្លេឆ្លានៅស្រុកចិនក៏ត្រៀមខ្លួននឹងលើករោងចក្ររបស់គេមកស្រុកយើងដែររឿងវានៅកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងជប៉ុននេះបានហ្នឹងកាលនោះជប៉ុនកំពុងតែដាក់ទុនមកប្រុងរៀបចំមកដឹកជញ្ជូនគេឃើញអាភាពចន្លោះខ្វះខាតលើការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងហ្នឹងព្រោះអាតម្លៃដឹកជញ្ជូនហ្នឹងវាក៏ជាកត្តាមួយដែរនៃថ្លៃដើមផលិតដែរណាឥឡូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកយុរ៉ាន់តៃមួយទៀតខ្ញុំបានលើកនិយាយរឿងនេះយ៉ាងច្រើនថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលនៃបំណុលរបស់ចិននិយាយមួយបែបមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមិនដល់កម្រិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រទេសដទៃមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសខ្លះជំពាក់បំណុលគឺរហូតដល់ 200% 300% ឬ 500% នៃ GDP ប៉ុន្តែមិនមែនបានជំពាក់ចឹងទេណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអន្តររបស់ចិនទេប្រទេសខ្លះអត់ទាំងជំពាក់ចិនបងប៉ុន្តែជំពាក់តាំងពីពេលមុនពេលដែលចិនមាននយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណោះសម្រាប់កម្ពុជាយើងរសារបាននៅអធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងការខ្ចីគឺយើងខ្ញុំខ្ចីទៅតាមគម្រោងដែលយើងខ្ញុំត្រូវការហើយចិនគោរពនៅការសម្ដែងរបស់យើងរបស់យើងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានចិនមិនបានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះទេប៉ុន្តែចិនបានគោរពនៅការសម្ដែងចិត្តរបស់យើងតើប្រើប្រាស់អនុទានដែលយើងខ្ចីនេះយកទៅធ្វើអ្វីនេះគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងបានខ្ចីដោយសម្បទានគេថាអន្តទានសម្បទានដោយអត្រាការប្រាក់ទាបនិងរយៈពេលសងវែងហើយយើងត្រូវការធ្វើរឿងនេះជាបន្តទៀតមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយប្រទេសចិនទេជាមួយសហជប៉ុនជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតយើងក៏នៅតែបន្តនឹងធ្វើការងារនេះហើយមួយទៀតយើងខ្ញុំមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ទៅលើបញ្ហាការខ្ចីបុលពីបរទេសមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទើបនឹងជំពាក់បំណុលទើបនឹងខ្ចីគេស្មើនឹង 21.5% ស្មើនៃអនុបាត 40% ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ចី
dương trong cực nâng chơi kế trăm tay mà khuây mùi như tam kia rơi tập vào nó để đi cứ chia chồng lệch để dương tờ mở khử nó chẳng bất tiếc ở dương thơ bàn lớn rồi hỏi tại vì rương bánh há ăn tẹp bầm nol rồi bỏ chân sốc mai mình ai chiên từ rộp ăn tẹp bầm nol sẽ kiện được tì dương mình ai lẽ từ khi nông ăn tẹp bầm nol đôi bình áp rồi tê đỏ tê lói đòi xa tại phía phía vây rồi bỏ luôn thì vô rộp trái này ai bằng ta cũng rôn dạ dạ cứ chia cá bọc tôn rộp xì rồi bỏ phía kia chân miền đường ấy tẹt tôn mũi mẹ dương khai bằng phớt ai chạy lôi kì hái do mà rò xí khuôn dương đôi nơi Pakistan chăng chạy lôi chân dọc mốt cò sang cặp bông phải mùi và mang toàn liền này chẳng thời rồi phân than ở bán prạ chầm đành rót kế prạch mốt tèm rằng do lôi mà rò xí khuôn ai dẹp đó là bê khát mình ấy nhảy tay cho dương á thế lôi chân phía tràn để dương dương một trầm co sang plu hay tha ra chân na sầm pon để chăm bạch ao dương hồ khi nó nghe thời vừa làm na hết từ rồi xí rồi lôi rồi cắt từ miền lôi bằng pon cho rót cho từ xóm chân bình tư bỏ ắt plu bạn ấy đập ắt plu à rừng plu à rừng tức rừng plu về đây chắc khát ấy vì có phần tài bóng ôn bánh mưa ấy chở này dương mưa trăm tài vi nị vô một tí ho ta cầm bông phai tật chơi nó có con lôi bó chân quá chứ cầm sân bó chân ai hổ si tới chẳng đánh dương đăng tập bí bóng bồn vô tại bởi anh khác anh đang rưu bỏ anh ai hổ chào ta nó bỏ anh chân dương vừa ớt miên ấy tớ khác vậy tớ hạ đôi gì dương nó hổ si sai lưu cái tạo này chân cái chát nè chân kia chát chân à rương ăn tép bầm non lít chấm 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 riệp bằng ôn côn khăm ai tiền ah sôm cồng prui bờ róm tam ca khô sna rô bó kê ở sọ chân ắt trư ca vô khăm ai bà pân ai chấm bọc đi vô tật thơ sấy ca thi chấm u sa này gì nà thà cô bầm non rồi bỏ chân trở ca do Campuchia thưa chụp bản thưa chưa cùng ru xâm rắp bằng đá và tê không lọc ở dưới này đôi chân nọ Campuchia dương đánh thát trở tại khai tờ chia mà hai dẹp xây mùi đèn xếp tật cạch đèn vô thịa bất mên tại dương chiếc tê tội vô lấy bằng bộ khiom prau pịa khlay ka long mok hai tha chen nang yok prateh kampuchea thveu chea kumru thveu chea pan dambei uot teu mana prateh knong block asian nih tha ne rosi chmuoy chen keu vie khroan baen chang aikapheap dai ot okay dai te lue chmuoy muoy nih hết bằng bồn ai cái phép đại tỷ sốc mình to sẽ đạp đứa chết là mùa chết khi mà lưu kỳ này vậy rừng này dặn cho anh thà cầm vị trí ai mình thật tất nông hành tạ bầm nâu ok hỏi rồi nâng không nấy bầm nâu là bỏ chân ba nâng rừng hành tạ bầm nâu lăng mà lấy bằng vốn đôi chân này nơi rương mùi tiệt rương mùi tiệt này xong khăn khẳng này xong khăn trăng thà lúc này vô ra mình trái hôn sàn lúc ban tới thay nơi tì kê rong Tokyo thà lúc ban triêm thơ sang kriêm lúc phở biện xa hà nè lúc
ត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់អាម៉ាស៊ីបបេថោរបស់ពួកបកនំបញ្ចុកដែលគេអួតក្អេងក្អាងថាគេនឹងមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ផ្ទះលោកត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់ពួកនោះយល់ព្រមសារភាពថាចុះចាញ់នេះគឺជាសារនយោបាយមួយចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកដែលនិយមប្រភ្លីប្រភ្លើទៅគិតថានឹងនាំគ្នាធ្វើបដិវត្តនំបញ្ចុកស្អីល្ងងអីល្ងងយ៉ាងនេះហួសហេតុពេកហើយល្ងងជ្រុលហួសពេកហើយវាមិនដែលអាណានាំគ្នាស៊ីនំបញ្ចុកហើយទៅផ្ដួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេខ្មែរស៊ីនំបញ្ចុករាល់ថ្ងៃទេមែនតើម៉ាស៊ីនំបញ្ចុកពេលសំនឹងស៊ីស្រែកនេះឯណាមែនឬមួយក៏មែនហើយឯងមកបើកយុទ្ធនាការស៊ីនំបញ្ចុកដើម្បីចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាម៉េចប្រងយកទៅសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងមកពាត់ចាប់ដូចទៅសៃពីងពីងអញ្ចឹងឯងវាជារឿងមួយអានេះភាសាសាមញ្ញមួយគេហៅថានេះកលាំងបៀងបាទបើបងដែលលើពាក្យកលាំងបៀងឯងពិបាកសៃនេះកលាំងបៀងហ្នឹងណាវាហួសហេតុអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចិត្តតែនិយាយខ្ញុំចេះឌីលដល់ឌីលទៅអីណែបងប្អូនខាងប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ចេះតែមិនសប្បាយចិត្តណាគាត់ចេះថាអតាសវណ្ណមិនដឹងគេស្អីមួយថ្ងៃរហឿងទៅសំរាំងស៊ីអញថាអញមិនរស់រឿងអីទេតែអញឃើញតែវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនវាអញ្ចឹងមែនវាមិនដែលអាណាធ្វើបដិវត្តស៊ីនំបញ្ចុកឥឡូវគេនាំគ្នាផ្អើលសំបីតាអាទីសេងវ៉ាន់ហ្នឹងគេថាអូហ៊ុនសែនខ្លាចតាំងពីនំបញ្ចុកអើយអញឯងក៏វាល្ងងអីល្ងងយ៉ាងនេះហេអានេះបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅណាបងប្អូនសំឡាំងស៊ីមើលងាយបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាតអូអឺចេមសុកឡាយអរគុណចេមសុកអានេះឡាយនៅពេលដែលខណ្ឌសវណ្ណចប់គាត់បើមិនសិលមិញឡាយជន់គ្នាវាអត់កបីទេវាមិនដែលអាណាបបួលប្រជាពលរដ្ឋមកផ្ដួលរបបមួយផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលមួយដោយសារតែស៊ីនំបញ្ចុកគេមិនអាចទីសេងដោះវាមិនដែលនឹងផ្ដួលដោយវិធីណាវាអានេះគេហៅថាបើនិយាយមែនតើណាអានេះសំឡេងស៊ីចង់ឈួតវិលខាងពេកទៅចង់ឈួតចង់លប់វាទៅជាស្អីឯណាស៊ីនំបញ្ចុកសឡខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអីណាអីអីអូអញថាមែនតើណាកាន់តែវិលក្បងមែនតើណាយើងអស់សំណោចទៅវិញទេមិនមែនយើងខ្លាចទេយល់ទេអស់លោកលោកស្រីនៅឯក្រៅប្រទេសទាំងឡាយអើយយើងសែនហួសចិត្តដែលធ្វើដល់ទៅមេបកប្រឆាំងមួយទាំងមូលបែជាដាក់យុទ្ធសាស្ត្រស៊ីនំបញ្ចុកដើម្បីផ្ដួលហ៊ុនសែនអញវាមិនដែលលើលោកនេះអត់ដែលលើទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានសភៅតាំងពីជំនាន់សូក្រាតផ្លាតុងពីណាលើលោកនេះអត់មានទេតែមានសំឡងស៊ីមួយបាទហេវាតល់តាភ្លើចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងបានគេហៅថាឈួតអានេះឈួតសត្វមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រើពាក្យថាអាឆ្កែមួយក្បាលនោះមានបងប្អូនណាលឺអាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំវាមិនដឹងទៅឯណាបាត់ទៅណាដឹងមួយណាទេអូមិនឃើញបាទលោកប្រើពាក្យថាអា
ឆ្កែមួយក្បាលនោះបានព្រុះពីក្រៅស្រុកមកថាវានឹងមកចាប់ហ៊ុនសែនដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវារហូតដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះបងប្អូននេះគឺជាសារមួយមុតស្រួចពេកហើយមិនមែនថ្លែងនៅពេញទេណាថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតនាទីក្រុងតូក្យូសារនេះមុតពេកហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំហក់កុំលោតប្រេះប្រាសប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេពេលមានបញ្ហាទឹកភ្នែកក៏ហូរចុះមកជួនកាលអាចឈាមក៏ហូរចេញមកដែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអ្វីដែលហួសហេតុនេះនេះដែលអាសកាកែវវាខមមិនថាខ្ញុំមិនដែលឬនិយាយឲ្យខ្មែររួមរមគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសុំអង្វរខ្មែរសុំអង្វរខ្មែរប្រឆាំងឲ្យឆ្លាតបន្តិចទៅប្រយ័ត្នចាញ់បោកសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីកំពុងតែព្យាយាមបំបែកបំបាក់កម្លាំងរបស់ខ្មែរតើមានប្រយោជន៍អីអ្នកដែលរងគ្រោះគឺយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងស្រុកឯពួកអាឆ្កែនៅក្រៅស្រុកពាក្យឆ្កែក្រៅស្រុកនេះយើងនិយាយយូរហើយស្មាទោសយើងនិយាយមុនសម្ដេចនយុនេះយូរពេកហើយតែថ្ងៃនេះយើងបានឮចេញពីក្រអូមមាត់របស់លោកថាអាឆ្កែក្រៅស្រុកមួយក្បាលនោះវាបានព្រុះមកលោលោថាចឹងណាបានឮមែនដែរទេខ្ញុំសោកស្ដាយដោយសារវីដេអូនោះមិនដឹងជាវានៅអាចំណុចមួយណាខ្ញុំអត់អត់ឃើញទេមិនដឹងមួយណាទៅជាចឹងទៅវាបបាអត់ដាក់ចំណងជើងពីក្រមហ្នឹងគឺវាចាប់មកដូចជានេះហ៎មើលស្ដាប់តិចមើលគេលោលឺអាហ្នឹងដូចជាមានចំណងជើងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែត្រូវគោរពនៅវិធានច្បាប់តាមប្រទេសនីមួយៗពិតហើយនេះយើងយល់អំពីការកង្វល់នេះក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែសិក្សាអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់កុំដាក់បញ្ហាទាក់ទិននឹងរឿងផ្លូវច្បាប់ទៅជឿកកម្មភាពនយោបាយដែលវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានោះទេហើយក៏វាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយដែលគេបានអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយបែរជាយើងទៅរៀងខ្ញុំបាននិយាយហើយភាពសមស្របមនោគមវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងនៅភាពសមស្របក្នុងប្រទេសមួយមិនប្រកាសថាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបានទេនេះវាជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសនោះមានបែបផែនមួយទៅដូច្នេះយើងគួរគោរពគ្នាទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលហត់ខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ក្រុមទៅនេះប្រហែលជាអស់លោកមានការតាមដានអំពីសភាពការកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសថ្ងៃនេះថាវិធានការច្បាប់នឹងត្រូវតែបន្តចំពោះជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏កំពុងរងចាំការធ្វើសង្គ្រាមមួយឲ្យទឹកឲ្យគេធ្វើសង្គ្រាមដែលគេបានប្រកាស
ថានឹងចលនាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅជប៉ុនខ្មែរខ្លះនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្មែរខ្លះនៅថៃខ្មែរខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីមកចាប់ខ្ញុំដរាបណាគេមិនតាន់ធ្វើជាប់ទេខ្ញុំក៏មិនតាន់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសដោយចំហពីទីនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងចាំសង្គ្រាមមួយដែលវានឹងកើតឡើងតាមរយៈការប្រកាសរបស់ជួនគាត់ជាតិគេហៅថាឆ្កែមួយក្បាលនោះដែលស្រែកពីក្រៅប្រទេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយទុកលទ្ធភាពឲ្យឆ្កែមួយក្បាលដែលស្រែកពីបរទេសឲ្យកងទ័ពបះបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោកហើយចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅប្រំពៃទុកខ្ញុំទុកពេលឲ្យគេធ្វើដល់រាប់ណាគេមិនតាន់ប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនេះទេខ្ញុំក៏មិនតាន់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែរហើយខ្ញុំដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយនឹងដាក់ចេញនៅគោលដៅតែទិនជាមួយនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដំណើរឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការត្រួតរបស់ឆ្នោតកោបសាខេតរាជធានីហើយក្នុងប្រវត្តិថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែក្រុមទឹកនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំ2023សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រយើងខ្ញុំបានផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលជាប់បម្រាមនយោបាយជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅណៃជ្រើសរើសដើម្បីសម្រេចចិត្តមកធ្វើបកនយោបាយធ្វើនយោបាយឡើងវិញយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធឲ្យពួកគេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់ឲ្យដោយគេមិនបានសុំទេអូខេគេមិនបានសុំទេយល់អញ្ចឹងគេជ្រើសរើសទៅខ្ញុំទុកលទ្ធភាពឲ្យគេជ្រើសរើសទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដោយសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឬក៏រួមចាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2022រួចហើយបំរាមនឹងត្រូវជាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដូច្នេះពេលនោះណែចាំណែធ្វើអានឹងរឿងរបស់គេខ្ញុំទុកសិទ្ធឲ្យគេតែខ្ញុំក៏រួមចាំមើលថាសង្គ្រាមដែលគេបានប្រកាសនេះតែគេធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់ទុកឲ្យគេមួយគេហៅទុកសេរីភាពរបស់គេបើយើងខ្ញុំប្រកាសខុសពីគេនេះគេនឹងចាត់ទុកថាយើងខ្ញុំកំពុងចាញ់សង្គ្រាមខ្ញុំមិនអាចចាញ់សង្គ្រាមហើយក៏រួមចាំមើលតើគេអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានព្រោះគេខ្លាំងខ្លាំងប្រកែណាស់ទៅលើបញ្ហាការធ្វើឲ្យមនុស្សដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅប្រំគេទោះនៅក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានច្បាស់លាស់សារនេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកហើយចងចាំគ្រប់គ្នាមិនសំអាងពេកទេដែលលោកទៅបញ្ចេញសារនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅទីក្រុងតូក្យូបែបអញ្ចឹងនោះអូខេរំខានបងប្អូនគ្រាន់តែខមមិនថាអាឆ្កែក្រៅស្រុកដាក់ចឹងមកណាអូណាណៃចឹងថាអឺចុះធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងមែនឥឡូវមែនតាតាសវណ្ណទេណៃនិយាយឆ្កែក្រៅស្រុកឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកថាអញ្ចឹងដែរមែនដែរទេអូខេឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ឆ្កែក្រៅស្រុកច្រៀងបាទដូចតទៅដើម្បីជិះកិច្ចបង្ហាយប៉ុនកាន់លេខធ្វើរាត្រីសុស្ដីបកាត់ថាទៅបាត់អីគេសូមដាក់ចំណងជើងឲ្យវាឆ្ងាញ់មួយមើល
អត់ទេហើយចាទៅមកដល់មិញទៅដល់មិញអូអញ្ចឹងសុំទោសរំខានអត់អីទេទេទេជួយមកណែចាំចិត្តដល់មកដំណងទៅដល់ផ្ទះណាចាហើយខ្ញុំបាយមកដល់ទៀតទេចាចាពួកខ្ញុំបាយអត់ផងពួកគេអូសុំទោសចាអីទេឯងទៅឯងទៅស្អីទៅជិះទៀតចាចាអត់អីទេគឺនេះទៀតញ៉ាំនេះទៅហត់ទេណាហើយបានគេគំហត់ទេហត់បានហត់ពេញទេទៅទៅផ្ទះនេះចិត្តទៀតនេះចិត្តបានដល់ផ្ទះឆាប់ចាំចិត្តតាមឆាប់ហើយអ្នកទៅទៅជិះមកស្មើទៀតណាចាចិត្តអត់មកពួកមកវិញមិញពួកខ្ញុំភីវក៏គេមិញណាចាគេក៏គេហើយតែចាស់គាត់មានទីជុំគ្នាទៀតចាតែចាស់គាត់ទៅកន្លែងនោះញឹកញាប់បន្តិចនេះស្អែកឈប់ហ៎អរពុកដូចស្អែកដាក់សុំវាអត់ឈប់វិញសុំឈប់ឲ្យស្អែកវិញចាចាញ៉ាំស្អែកឈប់ទៅបានថ្ងៃចាអីយ៉ាងនេះហត់ដែរពួកខ្ញុំច្រើនចាអត់ទាន់ពីទឹកផងតែមកដល់ផ្ទះពីទឹកហ្នឹងចាអត់មានទឹកមានកៅទៅកៅឡើងហត់ថ្ងៃហ្នឹងពូណាទៅថែមសិនទៅជាអូយចាខ្ញុំឡើងវិញទៅទឹកណាអត់ទេព្រឹកឡើងទៅកៅមិនសិនទៅជាអង្គវាមានដូចស្អីមានតែបាយនេះទៅទឹកចាចាបាយញ៉ាំផងអូយទៅញ៉ាំបាយទៅបាយញ៉ាំទីនេះឥឡូវនិយាយទៅគេទៅកាហប់គេទៅដាក់បាយខ្លាញ់ទៀតអើញ៉ាំបាយផ្ទះម្ដងទៀតអីអត់ទេអត់ញ៉ាំផងញ៉ាំម្ដងទៀតទៅជំងឺមកមានបាយខកមានអីទៅចាក់បាយមកផ្ទះវិញជុំកាទៅបាក់ទុកម្ហូបឲ្យញ៉ាំទៅជុំកាអត់ទេទៅអត់ងងបាច់ញ៉ាំទេគេថាមានរៀបអរៀងនៅល្អទៅពូរៀងល្អល្អឡើងពេញកែតឥឡូវអូមែនហើយមិនមែនទេបោះតែញ៉ាំសុខមិនស្អីចាមិនស្អីទៅជួបគ្នា